Trong thời gian qua, trên toàn quốc đã xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở trường học, gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến tâm lý học sinh. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tuy chưa xảy ra cháy tại các trường học, nhưng hiện tại có nhiều trường học cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu phương tiện chữa cháy ban đầu. Vì vậy, tại các trường học trên địa bàn hiện nay luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao và khi cháy xảy ra, việc thoát nạn cho học sinh gặp rất nhiều khó khăn, có thể gây thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Do vậy, rất cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy trường học hiện nay. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tuy chưa xảy ra cháy tại cơ sở trường học, nhưng hiện tại có nhiều trường học, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hệ thống điện bị hư hỏng, phương tiện chữa cháy ban đầu không có hoặc không đầy đủ. Phần lớn cán bộ, giáo viên chưa có kiến thức phòng cháy chữa cháy và kỹ năng hướng dẫn thoát nạn cho học sinh. Do vậy, khi có cháy, học sinh thường hoảng loạn gây khó khăn cho việc thoát nạn. Vì vậy, tại các trường học trên địa bàn tỉnh hiện nay cần có giải pháp quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả. Sẽ tu sửa lại toàn bộ cái hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo theo đúng quy định. Thứ hai là đặc biệt là tuyên truyền trong tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và cho tất cả các học sinh về cái việc bảo quản và đồng thời cái việc sử dụng là phải thường xuyên và đúng mục đích. Xác định chất dễ gây cháy chủ yếu là bàn ghế, sách báo, máy vi tính, dây điện và các máy móc thiết bị khác. Những năm qua, trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng đã luôn coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy. Thành lập năm 2005, đến nay trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám có 19 lớp với 630 học sinh. Ngoài nhiệm vụ giáo dục, trường luôn quan tâm xây dựng các phương án, thành lập đội phòng cháy chữa cháy, duy trì các hình thức hoạt động tuyên truyền chủ động phòng tránh, ngăn ngừa các tình huống cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình dạy và học. Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh của nhà trường cẩn trọng ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Còn cái việc mà tuyên truyền đối với đội ngũ thì chúng tôi thường lồng ghép vào các cái cuộc họp cơ quan. Còn đối với học sinh thì thông qua cái hoạt động tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần và cái chào cờ đầu tuần. Công tác phòng cháy chữa cháy có hiệu quả hay không, trước hết phải xuất phát từ ý thức của mỗi người. Các trường học trong tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy đến toàn thể cán bộ, nhân viên và học sinh, giúp mọi người thấy được nguy cơ, nguyên nhân gây cháy và tác hại do cháy gây ra, từ đó đề cao ý thức phòng ngừa. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức hướng dẫn các biện pháp, giải pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền về trách nhiệm phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, các đơn vị trường học cũng đã bố trí các tiêu lệnh về phòng cháy chữa cháy tại những nơi dễ cháy, dễ quan sát trong các khu vực. Tăng cường công tác tuyên truyền trong các buổi chào cờ tổ quốc đầu tuần, các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, v.v. Đối với kiến thức đó thì sẽ giúp cho bản thân con và các bạn rất nhiều, bởi vì nó sẽ giúp cứu sống, nhất là mạng sống của con, và không có làm thiệt hại tài sản đối với những mọi người xung quanh. Thường xuyên tuyên truyền đến giáo viên và nhất là học sinh trong quá trình công tác học tập tại trường và thường xuyên trao đổi những cái kinh nghiệm trong quá trình thời gian qua đã xảy ra một số cái vụ cháy trên địa bàn các huyện và trên địa bàn tỉnh và toàn quốc. Đồng thời các cái phương tiện mà các nhà trường đã được trang bị thì thường xuyên phải bảo dưỡng định kỳ cũng như là tiến hành các cái lau chùi, bảo dưỡng và thử những cái thiết bị an toàn báo cháy để phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, không để xảy ra các vụ cháy lớn. Đồng thời khi phát hiện các vụ cháy thì kịp thời lực lượng chữa cháy cơ sở sẽ tiến hành dập tắt ngay, không để cháy lan, cháy lớn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của trường cũng như là của địa bàn của các huyện. Đối với bất kỳ cơ quan đơn vị nào, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được xem là một nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ chắc chắn sẽ hạn chế được tối đa những rủi ro, hậu quả do cháy nổ gây ra. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng nhà trường ngày càng thân thiện, lành mạnh, trường học an ninh an toàn luôn được giữ vững và phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục của địa phương. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, các tập đoàn này đã chiếm lĩnh phần lớn thị phần bột giặt trong nước bằng nhiều biện pháp và nguồn kinh phí khổng lồ dành cho tiếp thị.
nhiều doanh nghiệp có tiếng để duy trì hoạt động đã chuyển sang gia công cho các nhãn hàng khác và chấp nhận rời khỏi, bỏ thị phần của mình.